Công an xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhân, sinh năm 1976, cư trú ấp xóm chủ xã Kỷ Phước, huyện Gò Công Đông, về hành vi trộm cắp tài sản. Ngày 10 tháng 8 năm 2023, Công an xã Bình Ân tiếp nhận tin tố giác của một chủ tiệm tạp hóa trên địa bàn ấp chợ Bến, xã Bình Ân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm 2 điện thoại di động và 270.000 đồng. Tài sản thiệt hại trị giá hơn 2,5 triệu đồng. Qua trích xuất dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera giám sát, Công an xã đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Gò Công Đông xác định Nguyễn Văn Nhân là đối tượng thực hiện hành vi trộm tài sản. Qua làm việc, đối tượng Nguyễn Văn Nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm. Công an xã Bình Ân đã bàn giao Nguyễn Văn Nhân và tang vật cho Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào ngày 3 tháng 8, thông qua hệ thống camera giám sát đang quản lý tại xã, Công an xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông cũng đã xác định và bắt hai đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, giao cho Công an huyện Gò Công Đông xử lý. Hai đối tượng gồm Dương Vũ Linh, sinh năm 2002, cư trú ấp Kinh Trên, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, và Thái Thanh Tú, sinh năm 1996, ấp Xóm Đèn, xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông. Qua làm việc, Linh và Tú thừa nhận đã trộm 8 thùng bia và 200.000 đồng của một tiểu thương trên địa bàn xã.